66 câu nói trí tuệ siêu phàm của Lão Tử. Thưa quý vị, Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa, ông sống ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, thời Bách Gia, Chư Tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết ra Đạo Đức Kinh, cuốn sách của Đạo Giáo, có ảnh hưởng lớn. Lão Tử được công nhận là người khai tổ của Đạo Giáo. Lão Tử không thể giảng rõ hơn được. Vậy rốt cuộc đạo là gì? Phải chăng cái đạo, chân lý mà ông muốn đề cập là điều to lớn? Không ai có thể nói chính xác đó là gì? Hay con người không thể xứng để nghe? Ông để lại nhiều câu khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Người đọc tùy hoàn cảnh mỗi lần xem lại, đắc thêm ý mới, có tác dụng dẫn dắt con đường tâm linh, dẫn chứng cho ý ông nói. Thế nhân ai muốn định nghĩa đạo mà ông giảng, sau một thời gian nhìn lại, cũng tự thấy mình lạc hậu, nên không thể định nghĩa được là vậy. Hãy cùng đi tìm hiểu 66 câu nói trí tuệ siêu phàm của Lão Tử nhé. 1. Nếu muốn được tất cả, hãy từ bỏ tất cả. 2. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi. 3. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. 4. Hiểu người là khôn, hiểu mình mới là khôn thật sự. 5. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan. 6. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai. 7. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm. 8. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên. 9. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động. 10. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó. 11. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, thì cả thiên hạ thuộc về người đó. 12. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết. 13. Chú tâm đến sự công nhận của người khác, rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ. 14. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất. 15. Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn. 16. Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng tham chẳng dính vô được. 17. Khi bạn hài lòng, đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn. 18. Hễ còn có lòng tham muốn, thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài, chứ không biết được cái vi diệu sâu ở bên trong. 19. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc. 20. Biết đủ là đủ, tức là đủ. Biết nhàn là nhàn, tức là nhàn. 21. Ai muốn ước chế người khác, thường không tự ước chế bản thân mình. 22. Ai muốn hiển thị mình, sẽ tự làm lu mờ bản thân. 23. Nếu biết mình vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời. 24. Ai vội vàng tiến lên phía trước, đều không thể đi xa. 25. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đi. 26. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. 27. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả. 28. Hiểu người là khôn, hiểu được mình là khôn thật sự. 29. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi. 30. Ai vội vàng tiến lên phía trước, đều không thể đi xa. 31. Ai muốn hiển thị mình, sẽ tự làm lu mờ bản thân. 32. Ai muốn chứng thực bản thân, sẽ không tự biết bản thân mình là ai.
33. Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình. 34. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan. 35. Biết người là trí, biết mình là sáng. 36. Lời thành thật thì không đẹp, lời đẹp thì không thành thật. 37. Răng cứng thì chóng gãy, lưỡi mềm thì bền lâu. 38. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. 39. Kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng, kẻ khéo học chiến đấu thì không tức giận, đã khéo học thì phải kiên nhẫn. 40. Biết lúc nào nên dừng thì không nguy mà có thể sống lâu. 41. Biết người là trí, biết mình là minh. 42. Không làm gì mà không gì là không làm. 43. Nói nhiều cũng chẳng hết, thả giữ lấy chung. 44. Con người mới sinh ra thì mềm mại, mà khi chết thì cứng ngạnh. 45. Lấy ngay thẳng trị nước, lấy biến hóa dùng binh, lấy vô sự được thiên hạ. 46. Dùng người là biết hạ mình dưới người. 47. Trị người thờ trời, không gì bằng tiết độ. 48. Làm những việc khó thì chúng còn dễ, và làm những việc lớn khi chúng còn nhỏ. Hành trình nghìn dặm phải bắt đầu với một bước chân. 40. Trở về với cuộc sống đơn giản để kiểm soát những ham muốn. Trong việc kiểm soát ham muốn, đạt được tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, thế giới được khôi phục lại. 50. Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được. 51. Người trượng phu nên giữ chỗ đại đạo sâu dày, chớ nên giữ lễ pháp nông cạn. Nên thận trọng đại đạo chứ không phải là cái hào hoa. 52. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì cả, thì thiên hạ đã thuộc về người đó. 53. Hễ còn có lòng ham muốn, thì chỉ biết trước cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài, chứ không biết được cái vi diệu sâu ở bên trong. 54. Khi con người nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, những thứ khác trở nên xấu xí. Khi con người nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp, những thứ khác trở nên xấu xa. 55. Vận động thì thắng được lạnh, nhưng bất động thì thắng được nóng. 56. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. 57. Càng nói nhiều càng không sao nói hết. Nói nhiều thì 5 lần 7 lượt cũng gặp lúc lúng túng, không biết nói cái gì. Chẳng thà biết mình biết ta, nói những điều cần nói, để lời nói có trọng lượng, còn hơn nói suông, trống rỗng, để chẳng ai tôn trọng mình. 58. Biết dừng lại đúng lúc thì có thể sẽ không bị lâm vào hoàn cảnh nguy khó, hiểm ác. Làm người cần tu nhân tích đức, ra tay làm điều ác thì sớm muộn cũng bị ác nghiệp đè nặng từ kiếp này sang kiếp khác. 59. Người lãnh đạo giỏi là phải biết đặt mình ở dưới người khác. Nếu chỉ lo tư lợi bản thân, không tôn trọng người khác, không đối thiện với người, làm cho mình, thì mình là đang đặt mình ở vị trí cao ngạo, chẳng thể lấy nổi lòng người. 60. Hãy ném những kỳ vọng của bạn xuống biển, hãy hành động mà không có kỳ vọng. 61. Đạo vô biên, nên tự nhiên vô biên, nên thế giới vô biên, và ta vô biên. 62. Người hiểu đạo giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ, cho nên người đắc đạo trước, sau không làm việc lớn mà thực hiện được việc lớn. 63. Khi bạn hài lòng, đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn. 64. Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài, chứ không biết được cái vi diệu sâu ở bên trong. 65.
Khi con người nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, những thứ khác trở nên xấu xí. Khi con người nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp, những thứ khác trở nên xấu xa. 66. Muốn có cái gì, hãy cho đi trước đã. Đó là khởi đầu của trí tuệ. Thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ba câu nói kinh điển của Lão Tử, ngàn năm rồi vẫn thấy thấm thía. Lão Tử là người sáng lập ra đạo gia, ông có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học Trung Quốc. Cốt lõi trong tư duy của ông là phép biện chứng đơn giản, lưu lại trong bộ sách Đạo Đức Kinh. Mặc dù không quá dài, nhưng trong đó lại chứa đựng rất nhiều câu nói nổi tiếng. Dưới đây là ba câu nói kinh điển trong cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử, càng đọc càng thấm thía. 1. Sức mạnh của linh hoạt. Lão Tử nói, nhân chi sinh, giá nhu nhược, kỳ tử giá kiên cường. Ý nghĩa là con người thì sống, cơ thể rất mềm yếu, nhưng khi chết đi thì lại rất cứng, khó mà uốn cong được. Đặc tính của mềm mỏng là có thể uốn cong được, cũng có thể nén và kéo ra. Chúng ta cũng có thể kiểm soát những đặc tính bằng cách đạp nhẹ hay là kéo nhẹ. Những đặc tính này chỉ có loại vải mềm mới có thể làm được, còn những miếng sắt cứng thì không thể làm được. Làm người cũng là đạo lý này. Đại trượng phu cần phải biết nhu biết cương, không được quá cứng nhắc, không biết biến hóa linh hoạt. 2. Lấy nhu khắc cương, dùng yếu thắng mạnh. Lão Tử nói, thiên hạ mạc nhu nhược vu thủy, nhi công kiên cường giả, mạc chi năng thắng. Có nghĩa là thiên hạ không có thứ gì có thể mềm yếu như nước, nhưng khi dùng để tấn công kẻ mạnh thì lại không có gì có thể thắng được nước. Không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi sự tồn tại của nước, cũng như không thể thay đổi sự kiên cường hay kiên trì của nó. Khi nước va vào đá, có thể làm cho đá vỡ vụn. Tuy vậy, nước vốn dĩ vẫn vô cùng nhiều, vẫn sẽ tiếp tục ào lên qua một thời gian khiến cho đá do đó xói mòn mà bị phá hủy. Lấy nhu khắc cương, lấy yếu thắng mạnh là chân lý của một khía cạnh đặc biệt của sự vật trong cuộc sống này. 3. Sự kết hợp giữa cương và nhu. Lão Tử nói, nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ mạc bất chi, mạc năng ngôn. Câu này có nghĩa là, mặc dù ai cũng biết về đạo lý lấy nhu khắc cương, lấy yếu thắng mạnh, thế nhưng có mấy ai có thể làm được như vậy đâu. Bên trên là nói về những ưu điểm và sự mềm yếu. Vậy nhưng mối quan hệ giữa mạnh và yếu thì lại rất phức tạp, chỉ có nói mỗi cái điều có điểm mạnh riêng. Cái gọi là mềm mỏng đôi khi là cái kim ẩn trong miếng vải bông. Cái gọi là cứng rắn cũng không phải có thể từ chối tất cả, điều chỉnh hay chuyển đổi. Cho nên, nói kết hợp giữa cứng rắn và mềm mỏng là rất hợp lý. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video hay, hấp dẫn, hãy like, share và đăng ký kênh cho đội ngũ biên tập viên để có thêm động lực quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình. Xin trân trọng cảm ơn.